Phương pháp điều trị chứng lãnh cảm suy giảm ham muốn ở phụ nữ. Em năm nay 28 tuổi, em và chồng cưới nhau đã gần 3 năm. Em vốn là người có nhu cầu quan hệ thấp. Sau khi sinh em bé đầu đến nay đã được gần 12 tháng, nhu cầu quan hệ của em ngày càng thấp hơn, hầu như là không có. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến việc quan hệ, hôn nhân và tình cảm, hạnh phúc của hai vợ chồng. Bác sĩ cho em hỏi phương pháp nào điều trị chứng lãnh cảm của phụ nữ được không? Xin chào tất cả các bạn, tôi là bác sĩ Trần Thành, chuyên gia trong lĩnh vực nam khoa và y học giới tính. Rất vui được đồng hành cùng các bạn. Với câu hỏi phương pháp điều trị chứng lãnh cảm ở phụ nữ, bác sĩ Trần Thành xin giải đáp như sau. Nguyên nhân gây ra những chứng lãnh cảm ở phụ nữ là sau sinh do ảnh hưởng về tâm lý và những thay đổi trong cơ thể trong thời gian nuôi con. Người mẹ tập trung vào việc chăm sóc bé, cho bé bú hay lo lắng trong quá trình mang thai làm cho người mẹ rơi vào những trạng thái căng thẳng, ưu tư, bị lãnh cảm, thậm chí là trầm cảm. Trong rất nhiều những nghiên cứu dưới đây cho thấy, những người chồng cũng có thể mắc các biểu hiện trầm cảm sau sinh do áp lực về kinh tế, sự thay đổi trong mối quan hệ, cũng như các vấn đề về chăm sóc con nhỏ. Vì vậy, việc quan tâm đến cảm xúc và tâm lý của hai vợ chồng trong giai đoạn đầu sau sinh là vô cùng quan trọng. Điều trị chứng lãnh cảm, trước hết bản thân bạn cần phải xác định sinh nở nuôi con là niềm hạnh phúc của mỗi người mẹ và cả gia đình. Bạn cùng chồng và gia đình hãy thảo luận kế hoạch về chăm sóc, nuôi con hợp lý để cùng gia đình vượt qua những trở ngại ban đầu bằng tất cả những tình yêu thương của mẹ, của bố và của cả gia đình. Mặt khác, tình cảm vợ chồng cũng rất đáng được trân trọng và giữ gìn. Quan hệ tình dục sẽ mang lại cho bạn và chồng những giây phút thăng hoa của hạnh phúc. Ngoài ra, sau quá trình sinh đẻ, chị em có thể gặp nhiều vấn đề rắc rối khác nhau, trong đó bao gồm những tình trạng như khô âm đạo. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chị em. Do đó, việc áp dụng các phương pháp điều trị chữa khô hạn sau sinh là rất cần thiết. Bên cạnh đó, việc cho con bú trực tiếp cũng có phần kích thích tuyến yên bài tiết ra prolactin, có đó kích thích tuyến sữa phát triển nhiều sữa để cho con bú. Tuy nhiên, hormone prolactin sẽ lại ức chế quá trình sản xuất estrogen của buồng trứng và dẫn đến khô hạn âm đạo, ảnh hưởng đến việc giao hợp và giảm ham muốn tình dục ở người phụ nữ. Tình trạng này cũng gặp phải ở những người phụ nữ độ tuổi trung niên ngoài 40 tuổi do sự sụt giảm về nội tiết tố. Liệu pháp thay thế hormone estrogen là phương pháp chữa khô hạn sau sinh phổ biến nhất hiện nay. Liệu pháp điều trị này nhằm mục đích thay thế, bổ sung phần hormone mà cơ thể không thể sản xuất ra đầy đủ, qua đó giúp cải thiện các triệu chứng khó chịu do khô âm đạo, không đủ ẩm. Nếu bạn còn thắc mắc về chứng lãnh cảm, bạn có thể để lại tin nhắn riêng để bác sĩ Trần Thành được tư vấn thêm cho các bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến bác sĩ Trần Thành. Đừng quên đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm những thông tin hữu ích về sức khỏe. Bác sĩ Trần Thành xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.